Thưa quý vị, việc học ngoại ngữ tại các trường học hiện nay phần lớn vẫn theo truyền thống, tức là giáo viên chú trọng cho học sinh kỹ năng đọc, viết, giải bài tập với mục đích phục vụ các kỳ thi. Bên cạnh đó, những kiến thức có thể ứng dụng vào thực tiễn vẫn chưa thực sự hiệu quả. Cụ thể là vấn đề thiếu môi trường giao tiếp, điển hình như học tiếng Hàn hiện nay. Nguyên nhân chính của vấn đề thiếu môi trường giao tiếp khi học tiếng Hàn là vì các buổi học chỉ diễn ra trong khuôn viên trường, chịu hạn chế về thời gian. Người học không có cơ hội giao tiếp tiếng Hàn thường xuyên. So với môi trường học thực hành tiếng Anh thì môi trường học thực hành tiếng Hàn ở Việt Nam vẫn còn đang rất là bị hạn chế. Và đối với những bạn đang theo học tiếng Hàn thì các bạn nên tích cực tham gia các câu lạc bộ, các buổi họp nhóm để mà mình được tăng nhiều các khả năng giao tiếp phản xạ tiếng Hàn tự nhiên hơn. Và khi các bạn lựa chọn một môi trường học tiếng Hàn thì các bạn lựa chọn những môi trường có nhiều giáo viên bản xứ sẽ là một sự lựa chọn rất là tốt cho các bạn. Để gỡ nút thắt cho các bất cập này, Green Academy tạo ra môi trường giao tiếp song ngữ cho học viên. Không những là nơi giảng dạy mà học viên tại đây còn có thể vận dụng ngay kiến thức trong việc giao tiếp. Khi em bắt đầu tham gia học tiếng Hàn tại Green thì em cảm thấy là Green rất là tạo điều kiện để cho học sinh được tiếp xúc với người Hàn, tiếp xúc với người bản xứ. Đồng thời ngoài việc học ở trên trường thì Green cũng tổ chức các hội thi, các buổi workshop để giúp tụi em tiếp xúc với tiếng Hàn nhiều hơn. Green Academy là cánh cửa học thuật đang đi đúng hướng, nâng cao hiệu quả giảng dạy và tiếp thu tiếng Hàn với góc nhìn tổng quát về môi trường giao tiếp doanh nghiệp, nâng cao khả năng ứng biến tình huống cho các học viên trong quá trình làm việc về sau.